tục đưa hàng ngàn công dân về nước bằng đường hàng không. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dừng hoạt động vũ trường, massage, karaoke. Xuất hiện mưa đá ở các tỉnh Tây Bắc, hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái. Biện pháp giãn cách của cửa hàng kinh doanh khi hoạt động lại. Vụ thi thể bê tông, 4 phụ nữ bị truy tố tội giết người. Câu chuyện độc đáo hôm nay, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm được các nghệ nhân chế tác từ những gốc cây khô. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Bích Ngân của chương trình Góc Nhìn trưa nay. Cục Hàng không Việt Nam cho biết dự kiến sẽ có 13 chuyến bay của các hãng hàng không trong nước đưa công dân Việt Nam về nước từ hôm nay 24 tháng 4 đến 3 tháng 5 với khoảng 1.970 khách theo đề xuất tối đa của Bộ Ngoại giao. Trả lời văn bản của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao ngày 18 tháng 4 về việc đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do cần thiết, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã chủ trì các hãng hàng không xây dựng kế hoạch vận chuyển và thống nhất việc bố trí đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Theo kế hoạch của Cục Hàng không, hãng Vietnam Airlines sẽ có 10 chuyến bay vận chuyển công dân từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, UAE, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Thái Lan. Hãng Vietjet có 2 chuyến bay vận chuyển từ Singapore, Indonesia. Bên cạnh đó, hãng bay Bamboo Airways sẽ tham gia 1 chuyến bay vận chuyển công dân từ Philippines. Các chuyến bay vận chuyển công dân về nước sẽ đáp xuống cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn hoặc Tân Sơn Nhất và Cần Thơ. Theo quy định, tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đều bắt buộc phải lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly. Chiều qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký văn bản về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, sẽ tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, xông hơi, massage, các tụ điểm vui chơi giải trí, spa, vũ trường, karaoke, bar, beer club, điểm kinh doanh game, trung tâm thể thao và cơ sở kinh doanh thể thao trong nhà, sân khấu, rạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới. Ngoài ra, tiếp tục dừng tiếp nhận khách mới tại cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình homestay, Airbnb, tạm dừng các nghi lễ, hoạt động tôn giáo có tập trung trên 20 người trở lên tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các hoạt động, hội họp tập trung trên 20 người. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cấm tụ tập trên 20 người nơi công cộng, bên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học. Mọi hoạt động khác sẽ trở về hoạt động bình thường, nhưng phải chịu giám sát quản lý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đặc biệt, cần tiếp tục đeo khẩu trang nơi làm việc và nơi công cộng. Thời gian áp dụng từ 23 tháng 4 cho tới khi có chỉ đạo mới. Thưa quý vị, một đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh mưa đá xảy ra tại Cao Bằng ngày 23 tháng 4 đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Mưa đá rơi vào mái tôn gây tiếng động mạnh, mưa kèm theo gió lớn đã làm tốc mái nhà. Mưa đá đã xảy ra ở các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và hoa màu. Trước đó, trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, xảy ra mưa kèm gió lốc gây thiệt hại 35 ngôi nhà cùng nhiều hoa màu của người dân. Còn tại huyện Bảo Lạc, mưa lốc đã làm tốc mái nhà 27 hộ gia đình, trong đó xã Sơn Lập bị tốc 50% mái tôn, 16 hectare bắp bị gãy đổ. Cùng ngày, nhiều địa phương khác ở Tây Bắc như huyện Quỳnh Mai, Mường La và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa đá, dông lốc. Ở tỉnh Điện Biên, trận mưa đá kèm gió lốc kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ làm sập tốc mái hàng chục ngôi nhà, tài sản hoa màu của bà con ở các huyện Nậm Pồ, Than Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè bị dập nát. Theo Ủy ban Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 13 giờ chiều ngày 23 tháng 4, mưa lớn, dông lốc, sét và mưa đá đã làm 2 người chết, hơn 1.600 ngôi nhà bị tốc mái và hơn 721 hectare hoa màu bị gãy, đổ, dập nát. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã cấm các phương tiện giao thông lưu thông trên đoạn đường Trần Phú và ngã tư Trần Phú, Thanh Bảo để tập kết phương tiện, thiết bị, chuẩn bị cắt ngọn tòa nhà số 8B Lê Trực ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo phải xử lý dứt điểm liên quan đến sai phạm tại dự án nhà 8B Lê Trực. Tuy nhiên, sau nhiều năm, thành phố Hà Nội vẫn chưa xử lý dứt điểm xong sai phạm tại dự án này.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp yêu cầu thành phố giải quyết 10 tồn tại, trong đó có dự án nhà 8B Lê Trực. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao các cơ quan chuyên môn phối hợp hướng dẫn quận Ba Đình trong quá trình cưỡng chế, thanh toán kinh phí cho đơn vị phá dỡ. Hai tầng 17 và 18 sẽ bắt đầu bị tháo dỡ từ ngày 15 tháng 5. Theo kết luận thanh tra về chiều cao công trình, giấy phép xây dựng cấp công trình tòa nhà 8B Lê Trực cao 53m, số tầng là 18, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 69m, vượt phép về chiều cao 16m. Trong ngày đầu Hà Nội cho phép kinh doanh trở lại, lực lượng chức năng cũng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ không được lơ là, phải tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid-19. Một số cửa hàng cũng đã có những cách riêng để giãn cách, giúp khách hàng an tâm hơn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên ở thành phố Hà Nội. Một quán cơm trên phố Phủ Doãn, Hà Nội đã lắp các tấm nhựa chống giọt bắn trên bàn ăn để đảm bảo an toàn cho khách tới ăn. Ông Nguyễn Đức Sơn, 55 tuổi, chủ quán cơm, có khoảng 10 bàn ăn. Ngày thường mỗi chiếc bàn lớn sẽ đón chừng 8 khách, bàn nhỏ sẽ đón chừng 4 khách, nay giảm còn 4 khách đối với bàn lớn và bàn nhỏ là 2 khách. Ngoài ra, quán cơm bố trí bàn rửa tay sát khuẩn cho khách trước khi vào ăn. Nhiều quán cà phê, hàng ăn cũng sắp xếp lại số ghế ít hơn trước và giãn cách để đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19. Hôm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án thi thể bê tông gây chấn động dư luận xảy ra gần một năm trước. Bị can cầm đầu là Phạm Thị Thiên Hà, 32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố về tội giết người. 3 bị can bị truy tố về 2 tội giết người và không tố giác tội phạm là Trịnh Thị Hồng Hoa, 67 tuổi, mẹ của Hà, Lê Ngọc Phương Thảo, 30 tuổi, quê Tiền Giang và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 40 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Hai nạn nhân trong vụ án này là Trần Đức Linh, 50 tuổi, quê Nghệ An, bị phủ keo trong thùng nhựa và Trần Trí Thành, 27 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bị đổ bê tông trong thùng nhựa. Theo cáo trạng, các bị can trên và hai nạn nhân cùng luyện tập pháp luân công do Hà làm trưởng nhóm. Trong quá trình luyện tập, nhóm này thường xuyên di chuyển, lựa chọn các địa điểm ít tập trung đông người. Trần Đức Linh bị sát hại vào tháng 1 năm 2019 tại một resort thuê tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Trần Trí Thành bị sát hại khi nhóm này thuê một căn nhà tại Bình Dương. Khi xác của các nạn nhân bị phân hủy, bốc mùi, thì nhóm của Hà đã bàn bạc đi mua thùng nhựa về bỏ xác nạn nhân vào trong. Vụ việc chỉ được phát hiện khi nhóm nghi can đã bỏ đi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhu cầu chơi tiểu cảnh từ những thân cây, gốc cây tăng mạnh. Từ những gốc cây khô dường như bị bỏ đi, tuy nhiên qua bàn tay khéo léo tỉ mỉ của những nghệ nhân trẻ đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Đây là những tác phẩm từ những thân cây, gốc cây của anh Nguyễn Văn Xuyên ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, đã được nhiều người ở khắp đồng bằng sông Cửu Long đón nhận. Theo anh Xuyên, hiện cơ sở làm đồ thủ công mỹ nghệ Bảo Xuyên của anh đang quá tải do nhu cầu thị trường tăng mạnh. Trung bình một người thợ giỏi mỗi tháng chỉ làm được từ 2 đến 3 tác phẩm. Nó nhiều công đoạn lắm. Cái thứ nhất là vệ sinh, rửa. Cái thứ hai là mình cho một cái người thợ phá ra một cái quá trình phá ra, rồi xong thành dáng hết rồi. Rồi trải qua một công đoạn thứ ba để cho một cái người thợ gọt, cái thợ gọt là người thợ chính đó, là gọt xong sạch sẽ hết trơn đó, thành phẩm hết rồi. Cái phần thứ tư là trải qua cái người vật trà nhám xương ngang cái cho nó sạch, thêm còn sạch. Cái phần thứ năm là cái người làm người lót á, trà nhám thiệt là sạch. Rồi quay ngang tới công đoạn thứ sáu là cuối cùng là mình sơn bóng mờ. Trải qua 6-7 công đoạn như vậy. Nhiều khi cái tác phẩm nó thấp nhất đó, tối đa là khoảng từ 10 ngày đến nửa tháng. Còn mà tác phẩm mà đục tuyệt đỉnh luôn á thì nó trải qua thời gian rất là lâu, 1-2 năm, 2-3 năm cũng không chừng. Cái trung bình nhất là 2-3 tháng. Do mỗi gốc cây có những kiểu dáng thế cây khác nhau nên trước khi gia công, người thợ phải tự phác họa thành phẩm trong đầu, rồi quá trình làm phải từng bước suy nghĩ, gia công các chi tiết cho phù hợp. Mỗi tác phẩm hoàn chỉnh do phải trải qua rất nhiều công đoạn, cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng nét trạm trổ. Càng tỉ mỉ, công phu bao nhiêu thì tác phẩm càng tinh tế, sắc sảo và càng giá trị.
tùy theo mỗi tác phẩm mà thời gian thực hiện và chi phí gia công từ vài triệu đến vài chục triệu. Mình làm cái này là bằng cái tâm hồn, cái sự bầu quyết của người thợ. Khi mà mình làm cái gì mình thật thổi hồn vô, thì mình phải làm sao mà làm ra thành một cái tác phẩm. Một tác phẩm dệt để cho khách, để cho họ xuất cái một đồng tiền ra, cho xứng đáng cái đồng tiền để họ về. Thứ nhất họ về nói về một tâm linh, họ cho hai người tờ tương thì họ thờ. Cái thứ hai nữa, họ làm một cái đồ chơi gì đó để cho nó xứng đáng cái đồng tiền. Khó nhất là con người yêu cầu của khách, chẳng hạn như người ta đem cái mẫu tới, người ta mình ta bắt buộc phải đục như cái mẫu như gì, khả năng mình làm được hay không. Nếu mà mình làm được thì bắt buộc mình phải đục theo mẫu của khách. Chẳng hạn như người ta xuất cái đồng tiền ra, người ta muốn tác phẩm thiệt là đẹp, anh phải đục như vậy đó, y gan như hình vậy. Bởi vì tụi em phải lằn mằn tỉ mỉ từ theo đường nét của cái người ta yêu cầu. Bởi vì cái nhờ cho đó mà mình nâng cao tay nghề thêm. Nâng cao tay nghề thêm là cái điều khó nhất mà trả lại mình là thành công nhất, là gặp người chủ, người khách như vậy. Những gốc cây thành phẩm không chỉ có tính thẩm mỹ mà còn có giá trị kinh tế. Nhiều gốc thậm chí được bán với giá vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Còn bây giờ Bích Ngân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.